Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực và báo chí cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Báo chí đang đứng trước cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng phải đối diện với thách thức gay gắt trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Chuyển đổi số sẽ tạo nên cơ hội đối với các cơ quan báo chí trước sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã tạo cho báo chí truyền thống một thách thức vô cùng lớn. Hiện nay, người ta đọc, nghe và xem đều thông qua các phương tiện số. Chỉ cần một cú click chuột đã có thể truy cập vào bất cứ thứ gì hấp dẫn người dùng. Chính vì vậy, báo chí truyền thống đang mang trên đôi vai mình một sức nặng ghê gớm. Và nếu không tự chuyển đổi, báo chí truyền thống có thể bị bỏ lại như sau. Những cái thách thức đối với báo chí hiện nay như là cái cạnh tranh của các cái nền tảng xuyên biên giới, rồi cái sự chuyển, tức là sự suy giảm về quảng cáo tài trợ, thách thức của cái quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí, vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, đấy, tính chuyên nghiệp của những người làm báo, thì đấy là những vấn đề rất là nóng mà tôi nghĩ là khi nêu ra, các cơ quan báo chí nêu ra, các cái đại biểu dự đại hội nêu ra thì đại hội có cái sự thảo luận để tìm ra được những cái hướng mà giải quyết. Cũng giống như nhiều ngành nghề khác, công cuộc chuyển đổi số của báo chí không đơn giản là đưa lên mạng Internet một cách thuần vật lý cơ học mà phải được thực hiện ở các hoạt động mang tính cốt lõi. Đài cũng đã tiếp cận một cách rất là nhanh với những cái nền tảng mới, ví dụ như OTT, như là mạng xã hội hay là các cái nền tảng viễn thông di động, hay đặc biệt là kể cả cái việc là đài phát triển phối hợp với đối tác để phát triển một cái thiết bị TV thông minh để có thể truyền tải một cách trực tiếp các cái nội dung của VTC lên đó. Để chuyển đổi số được ấy, thì cái điều vô cùng quan trọng đấy là cái sự chuyển đổi về tư duy. Công nghệ có thể là một cái công cụ rất là cần thiết, nhưng cái yếu tố thay đổi về tư duy của những người tham gia vào quá trình chuyển đổi số ấy, đấy là một yếu tố rất là quan trọng. Và nếu thay đổi được tư duy thì chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì. Các cơ quan báo chí vừa phải làm tốt nhiệm vụ chính trị, tồn tại, phát triển, vừa bắt kịp với xu thế vận động phát triển của thời đại công nghệ. Chuyển đổi số thành công cần phải có công nghệ, có giải pháp, có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, các nhà mạng viễn thông và quan trọng nhất là sự đồng thuận, liên kết của các cơ quan báo chí. Sự liên kết này tạo ra sức mạnh, giúp cho các cơ quan báo chí tồn tại, phát triển, phù hợp với xu thế phát triển chung của báo chí khu vực và thế giới.